Oh. You run this way. Save me! Oh, I'm alive! Woo! Wait! Oh, my gore drinker! I could actually kill the mother. I'm not. Fuck. Ooh. I'm gonna kill her. Oh, she's so mad. She's waiting for her. Just accepted that they TP'd on us and we died. Do I still? Mephisto, are you fucking trolling? But man, what? But you see the future? Greedy because I know I can do this. There's like no risk. I'm gonna go put out this guy. I'm gonna try to outpush this way. No. You could see a line before the milk or milk before the cereal. I think milk is pretty gross with cereal. I have mine with water or orange juice. We were never meant to.
Oh my god, I'm so fucking good for that. Oh my god, I got... Tiếp nối video ngày hôm nay, chúng ta có gì nào? Sát thủ vật lý là lớp tướng có hệ thống item thần thoại cân bằng nhất Liên minh Huyền Thoại. Sau khi bị game thủ bóc phốt về việc đăng tải thông tin sai sự thật, giám đốc dự án Liên minh Huyền Thoại Rod Madjetter đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng vào ngày hôm qua, 1 tháng 3. Hơn nữa, đại diện phía Rust Game cũng chia sẻ những thông tin chính xác về hệ thống trang bị thần thoại tới game thủ. Theo những chia sẻ này, rất nhiều trang bị thần thoại dành cho pháp sư, xạ thủ, đấu sĩ đang ở mức cân bằng khi có tỷ lệ mua quá cao trên một vài tướng nhất định, cụ thể Rust Madjetter. Bài viết về các item thần thoại sẽ được ra mắt vào ngày thứ 6 tới, nhưng tôi muốn chia sẻ thông tin về nhóm trang bị này trước với mọi người. Việc đăng sai thông tin ở bài viết trước là một sai lầm đáng trách. Tôi thành thật xin lỗi vì điều đó. Dưới đây là những số liệu chính xác sau khi bỏ thông tin về chế độ ARAM, URF. Nhìn chung thì mục tiêu của chúng tôi đối với các trang bị thần thoại vẫn không đổi. Trong tương lai, cả đội sẽ tìm cách pop cho những item đang tỏ ra quá yếu và giúp người chơi có nhiều lựa chọn hơn. Những item đang quá mạnh và được sử dụng nhiều với một lớp tướng nhất định cũng sẽ bị giảm sức mạnh trong tương lai. Có một điều khá thú vị là sau khi thay đổi dữ liệu, sát thủ vật lý là lớp tướng có hệ thống item thần thoại cân bằng nhất. Tỷ lệ mua giả kiếm Drakta của Kha'Zix giảm xuống còn 73,8%, nên không có sát thủ vật lý nào vượt qua cột mốc mất cân bằng của chúng tôi. Về cơ bản thì ba trang bị thần thoại của sát thủ vật lý đều có mục đích là gia tăng khả năng ám sát cho lớp nhân vật này. Điểm khác biệt có lẽ tới từ chỉ số sát thương đầu ra và tình huống sử dụng mà thôi. Nếu bạn phải đối đầu với những tướng có độ lì lợm lớn, Nguyệt Đao là item thích hợp vì nó sở hữu nội tại gây thêm sát thương theo phần trăm máu. Trong trường hợp bạn cần dồn sát thương nhanh chóng lên một mục tiêu, móng vuốt ám muội là lựa chọn tốt nhất. Còn giả kiếm sẽ giúp gia tăng độ cơ động trong giao tranh với khả năng tăng hình. Vì vậy các tướng sát thủ vật lý đều có thể sử dụng tốt những trang bị này và sự chênh lệch về tỷ lệ mua của các item thần thoại là không quá lớn. Trong khi đó, với những vị trí khác, các item thần thoại đều phục vụ những mục đích khác nhau nên chúng chỉ hợp với một vài tướng nhất định mà thôi. Điển hình nhất là những item thần thoại của pháp sư. Chúng ta có bảo tố Luden được sinh ra để phục vụ mục đích đẩy đường, mặt nạ thống khổ là gia tăng sát thương theo thời gian, còn băng trường vĩnh cửu thì cung cấp thêm khống chế. Điều này đặt ra một thách thức không nhỏ với Riot trong việc tìm cách cân bằng hệ thống item thần thoại. Nếu áp dụng mô hình của những item sát thủ vật lý phục vụ cùng một mục đích và chỉ khác ở cách gây sát thương thì chúng sẽ không phù hợp với một vài vị tướng. Trong trường hợp giảm chỉ số của các item thần thoại thì không giải quyết vấn đề một cách triệt để. Có thể nói, đây là một bài toán vô cùng hóc búa mà Riot đang tự mình đặt ra với mục đích đa dạng hóa lựa chọn đối với trang bị thần thoại. Hy vọng Riot sẽ tìm ra lời giải cho vấn đề này trong tương lai, hoặc ít nhất là không biến những món đồ thần thoại thành một dạng thảm họa cân bằng. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha!